Hello, xin chào mọi người nha. Thì bữa nay em quay cái clip lên giới thiệu tới mọi người là cái combo 4 màu bông trang, giá chỉ 230.000, phí ship thì em bao luôn cho anh chị ha. 4 màu là 4 chậu nha anh chị, mỗi chậu là một màu, toàn bộ là dòng lá chung hết. Thì màu của nó gồm có là màu đỏ, màu trắng, màu vàng và màu hồng phấn nha anh chị. Như vậy nè, em lấy ra từ chậu cho anh chị xem thử ha. Ở đây em để ra sẵn 4 màu cho anh chị xem. Thì cây em gửi qua cho anh chị là cây có nụ sẵn y chang như vậy luôn, được kiểm hàng thoải mái nha anh chị. Em bao ship toàn quốc cho anh chị mua từ 4 cây đủ 4 màu y như vậy ha. Anh chị mua dưới 4 cây em nhận gửi luôn nha. Thí dụ như anh chị mua 3 cây, em gửi 3 cây cho anh chị luôn, cộng với 30.000 phí ship giùm em nha anh chị. 4 cây thì em sẽ bao phí ship cho mình. Thì màu trắng nè, thì ở trong này có màu trắng là nhỏ nhất, và màu trắng thì nó mắc tiền hơn những loại còn lại đó nha anh chị. Em bán cái này là em bán chung là 4 màu như vậy luôn nè, là giá là chỉ 230.000 thôi, bao phí ship cho anh chị luôn. Đây là màu trắng, đây là màu đỏ, bên đây là màu vàng nè. Còn bên đây là màu hồng phấn. Lá chung hết nha anh chị, toàn bộ lá chung hết. Đó. Bông nó có sẵn như vậy cho anh chị luôn nha. Đây, cây nó có bông sẵn cho mình luôn. Đây là cái nụ nè. Còn bên đây là cái bông nó nở nè anh chị. Từ từ thì nó nở ra ha. Gửi bông nở về qua tới anh chị nó rụng nha. Ví dụ như nó nở vậy nó rụng nha. Thì em gửi cái nụ như vậy cho anh chị ha. Nó có nụ sẵn cho mình hết luôn nè. Hồng phấn cũng có nụ hết luôn ha. Hồng phấn cũng có nụ hết luôn. Bên đây cũng là có nụ luôn, cây trắng luôn. Trắng thì nó xiên bông dữ lắm anh chị biết rồi ha. Đó, 4 màu thì chỉ 230.000. Làm bao phí ship cho anh chị luôn. Anh chị nào muốn đặt hàng thì điện thoại qua số điện thoại của em để trên phần tiêu đề ha anh chị. Còn ngoài ra thì bữa nay em có thêm một số mẫu mới nữa, em quay lên cho anh chị xem tham khảo luôn. Thì cái mẫu đầu tiên, cái màu đầu tiên là cái màu này là màu tím sen nha anh chị. Tím sen này là tím sen lá nhỏ. Thì cái hoa nó đã nở ra thì nó như vậy nha anh chị. Nó nở ra nó thành nguyên một cái chậu hoa như vậy luôn. Thì giá của nguyên một chậu như vậy thì chỉ có 60.000 thôi. Cây em gửi qua cho anh chị là em gửi cái cây như vậy nha anh chị. Cái cây nó mới búp lên như vậy thôi. Còn nó nở như vậy là gửi hết được rồi nha anh chị. Gửi qua tới anh chị là nó dập nát, nó rụng hết ha. Thì em gửi qua cho anh chị là cái búp nè. Cái này là anh chị nhìn ha. Đây là cái búp chứ không phải là cái lá nha. Đây là cái búp hoa của nó. Nó chẳng bị nở ra như vậy ha anh chị. Thì nó nở ra hết thì nó cũng tương tự y chang như cái chậu bên đây thôi. Đó, nó cùng một kích cỡ hết. Quay cho anh chị coi ha. Giá thì chỉ 60.000. Đây là màu tím sen nha. Tím sen lá nhỏ. Anh chị lưu ý ha, anh chị muốn mua hàng á, anh chị để ý là em nói cái cây này nó tên gì ha, em đọc tên từng loại luôn cho anh chị ha. Đó, đây là màu tím sen lá nhỏ, giá là 60.000 một cây. Thì tiếp tục thì em quay thêm một số mẫu nữa cũng là lá nhỏ trước, từ từ cho anh chị mình xem tham khảo ha. Thì tiếp theo ở bên đây á là em có cái màu vàng lá xoắn, búp hoa y như vậy luôn, giá cũng là 60.000 luôn nha anh chị. 60.000 luôn. Được quyền kiểm tra hàng thoải mái ha. Ở đây em quay cây sao là em gửi cho anh chị y chang như vậy luôn ha. Anh chị nào có mua của em nhiều rồi anh chị biết ha. Cây em quay sao em gửi như vậy chứ em không có phải mà quay cây có bông mà em gửi cho anh chị cây không có bông nha. Cây sao gửi y như vậy hết. Cái màu vàng lá sắn này nó chưa nở, em quay đỡ bên đây cho anh chị xem ha. Cái mặt hoa nó nở rồi, nó như bên này nè nha anh chị. Cái cây này là cây lớn hơn nha, em quay đỡ cho anh chị xem thôi. Nó nở ra nó sẽ như vậy ha. Đây là cái búp bông của nó nè. Em kiếm mẫu lá nhỏ em quay tiếp. Thì tiếp tục ở bên đây thì em còn cái mẫu này là mẫu đỏ lá tim. Đây là trang đỏ lá tim nha anh chị. Cái màu của nó thì nó đỏ tươi luôn đó. Mà cái hoa của nó thì không có được đẹp nha anh chị. Không được đẹp. Chỉ có được cái lá của nó là hơi lạ một xíu thôi. Đây. Cái lá của nó giống như hình trái tim vậy đó. Thì chiều cao của nó khoảng hơn 2 gang. Hơn 2 gang tay. Cái này thuộc dạng cũng hơi lâu lớn xíu. Giá của cây này là 80.000 nha anh chị. Anh chị nào mà có sưu tầm hàng độc lạ thì xem tham khảo thử ha. Ở đây là đỏ lá tim. Đỏ lá tim nha anh chị. Cái lá như hình trái tim đó. Anh chị nhìn cái lá cái là nhớ ha. Đỏ lá tim. Giá là 80.000. Rồi qua bên đây thì em qua tới cái dòng lá chung đi nha anh chị. Dòng lá chung đi. Lá chung ở bên đây thì em có mẫu này là tím sen lá chung. Đây, tím sen lá chung. Cái hoa của nó đây ha. Đó, nó có hoa sẵn như vậy cho anh chị luôn nha. Tím sen lá chung em lấy xích ra đây cho nó gần hơn cho anh chị nhìn cho nó dễ, nó rộng nha anh chị. Tím sen này là bụi thôi chứ không có một cốt đâu nha anh chị ơi. Hàng bông này đa số bụi thôi. Bụi thì nhiều đọt nó mới có nhiều hoa ha. Không có một cốt nha anh chị. Tím sen lá chung này thì em đang bán với giá là 100.000, cây nó có hoa sẵn như vậy luôn. Phí ship ở đây là em bao cho anh chị là từ 4 chậu nha. Ví dụ anh chị mua đủ 4 loại hoặc là 4 chậu tím sen hay là tím sen hồng phấn này kia rồi đó, thì anh chị cộng lại đủ 4 chậu thì em bao ship cho anh chị ha. Đây là màu tím sen. Đó, 100.000 một chậu nha anh chị. Tiếp theo ở bên đây là em có là trang sen xưa. Sen xưa này là lá chung đó nha anh chị. Hoa của nó đây. Đây là cái búp của nó. Cái búp của nó nè. Đó, mấy cái này là mấy cái búp. Để giá của một chậu sen xưa như vậy là 80.000. 80.000 một chậu sen xưa như vậy. Phí ship là em bao cho anh chị là từ 4 chậu ha. Từ 4 chậu là em bao phí ship cho anh chị hết.
80.000 một chậu sen xưa nha anh chị. Bên đây em còn một cái mẫu lá chung nữa. Lá chung này thì tên là hồng phấn sữa nha anh chị. Hồng phấn sữa, để em quay cái mặt hoa nó cho anh chị xem ha. Đây, em quay gần lại nhìn cho nó lấy nét xíu nha anh chị. Cánh hoa của nó đây. Nó màu hồng phấn mà nó dạng giống như pha sữa vậy ha anh chị. Hồng phấn sữa. Cái chân bông của nó đây. Cây hồng phấn sữa này thì một cây bự như vậy thì giá chỉ 100.000 thôi nha anh chị. Hồi năm rồi thì cây cỡ này thì nó tầm khoảng cỡ 300 lần đó anh chị. Có mua nào, anh chị nào có mua rồi thì chắc anh chị biết ha. Thì năm nay thì cây hồng phấn sữa này nó cũng có nhiều, nó rẻ nha anh chị. Chỉ 100.000 thôi, cây này nó cũng lớn rồi đó anh chị. Năm rồi thì cây nó bé hơn nhiều luôn. Hồng phấn sữa là 100.000 một cây. Còn hôm nay em có thêm cái hàng này là hàng mai thái. Mai thái này là mai thái màu đỏ cam nha anh chị. Đây, hoa nó nè. Màu đỏ cam ha. Nó đang có búp lên, nó chuẩn bị nở nè anh chị. Đây đỏ cam chứ không phải đỏ huyết nha, đỏ huyết khác nữa nha anh chị. Đỏ huyết và cái lá này nó tròn lại hết ha. Đây là lá thon dài lớn, đỏ cam. Thì giá một chậu như vậy là 100.000 một chậu mai thái như vậy nha anh chị. Em bữa nay em chỉ có một màu này thôi. Anh chị nào có tham khảo thì xem tham khảo thử. Em chỉ có một màu như vậy ha, màu cam, đỏ cam. Giá là 100.000 một chậu. À, cuối cùng thì em có hai cây hai màu này. Đó. Một cây là một màu nha. Em nói lẹo lưỡi anh chị nghe nhầm, anh chị tưởng nó một cây hai màu. Để em dọn cho nó trống vô xíu. Ở đây là cây vàng lá sắn ở lớn nè. Đó. Đáng lý là cái đơn này hôm bữa là em gửi rồi, hai cái cây này do khách hồi nha, khách hồi đơn lại nên em chưa có gửi nha anh chị. Cây vàng lá sắn thì anh chị nào có xem tham khảo thử muốn mua thì lấy ủng hộ em ha. Chỉ còn có hai cây duy nhất nha anh chị. Một cây màu đỏ, một cây màu vàng. Giá là 250.000, bao phí ship cho anh chị luôn. 250.000 một cây, còn một cặp là 500 nha anh chị. Đó, nó cao bằng nhau luôn. Hai bên ha. Một bên đỏ, một bên vàng. Cái bông của nó thì như vậy đây. Bên đây là màu đỏ nè. Cái này là cái búp nó nè anh chị. Búp cũng còn rất là nhiều nha. Búp nó cũng còn rất là nhiều nha anh chị. Chứ không phải là nó nở như đây là hết nha. Cây nó cũng còn búp. Một cây là 250.000. Thì anh chị nào xem cái quý muốn ủng hộ thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em ha. 250.000 một cây, bao phí ship cho anh chị luôn. Anh chị mua một cặp thì em cảm ơn, mua lẻ một cây thì em cũng gửi luôn nha anh chị. Rồi clip hôm nay em chỉ giới thiệu về một số mẫu hoa như vậy thôi. Anh chị nào xem mà có ý loại nào đó muốn mua thì muốn mua hoặc đặt hàng gì đó cứ điện thoại trực tiếp của em hoặc là nhắn tin qua Zalo của em nha anh chị. Số điện thoại em để trên phần tiêu đề là có Zalo luôn ha. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Chúc anh chị xem video vui vẻ ha.